đời sao cứ xoay xoay như chiếc lá do cuốn người đi bao đêm mắt cay bao đêm ướt bi ngỡ không vượt qua cuộc đời là thế mang nhiều dòng tố cùng giọt nước mắt ngỡ như số phận nhưng chờ đắn đo nhưng chờ không than vì tôi biết sẽ quá vui cùng bạn bè sẽ sẽ chia buồn vui dìu nhau vượt qua đêm tối cũng sẽ theo nhau về rồi một ngày tôi sẽ đi tìm ra tìm là hình bóng của cha yêu tìm là những ước muốn của đời tôi dù tuổi thơ đã trôi đi rồi rồi một ngày tôi sẽ thấy tình yêu đẹp rằng người đời có thể quay lại từ đầu, bạn có thể lựa chọn khác đi không? Và với lựa chọn đó, cuộc đời bạn có chắc sẽ không có điều gì để hối tiếc không? Bố của Lưu Tô Vĩ là du học sinh Nhật Bản, mới hơn 20 tuổi đã trở thành hội trưởng hội nông nghiệp của huyện Bình Khê. Tuổi trẻ, tài cao, bố trở thành một nhân vật quan trọng trong toàn huyện. Nhưng cũng vì tuổi đời còn trẻ nên đã vô tình đắc tội với phe cánh trong ban lãnh đạo. Trong một vụ án cá nhân biển thủ quỷ hội rồi bỏ trốn, bố không những mất đi tất cả mà còn bị xử tù. Mẹ ông lúc ấy đang mang thai ông, bụng mang và chữa nhưng phải bất đắc dĩ làm việc trong hầm quặng. Không những thế khi về đến nhà, bà phải làm hết những việc nhà như dọn dẹp, giặt đồ. Đã vậy, còn phải chịu sự mắng chửi, chê trách của bố chồng vì nghĩ mẹ của Lưu Tô Vĩ mang lại xui xẻo cho gia đình. Thế nên khi ra đời đã phần nào xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn mà mẹ ông và gia đình phải chịu bao lâu nay. Thế nhưng năm lên 8 tuổi, ông bị bệnh viêm não Nhật Bản. Bác sĩ bảo ông có thể sống thêm được cùng lắm là 3 năm và đừng kỳ vọng ông có thể học được những gì. Điều đó như nhát dao đâm vào trong tim của mẹ, đứa con mà mình đã cầu trời khấn vật mới có được. Thế mà nay lại không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Mẹ của Lưu Tu Vĩ là một người mù chữ. Bà không được học hành tử tế từ bé, đã hy sinh rất nhiều cho gia đình. Nhưng vì thương con, bà đã quyết định đến trường cùng con để học, để có thể chỉ cho con biết được những điều cô đã dạy trên lớp và cùng con tiếp thu tiến bộ. Thật khó có thể dành dầu hết thời gian cho con mình – nhưng vì yêu, vì thương con, mẹ không quản những công việc, những ngại ngùng để giúp con mình học được cái chữ, xem đồng hồ, làm phép tính. Cuộc sống có vẻ đã mỉm cười với ông, không phải chỉ sống được 3 năm như bác sĩ nói, mà ông đã sống lâu hơn thế rất nhiều lần. Thượng đế cho ông thứ này nhưng đồng thời lại lấy đi một thứ khác, đó là chỉ số IQ của ông nếu một đứa trẻ bình thường khi bị điểm 1 ác hẳn sẽ bị la mắng hay đánh đòn. Nhưng đối với Vĩ, đó lại là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình khi đạt được điểm số đầu tiên trong đời sau chuỗi ngày toàn ăn trứng ngỗng, không điểm. Khi xem bài cuối cùng, cha đột nhiên trợn mắt, chăm chú nhìn kỹ lại lần nữa, sau đó ngạc nhiên kêu lên. Vĩ ơi, bài con này, có điểm thật này. Có lẽ vì quá mừng cha hét lên thích thú. Vĩ, con được điểm thật rồi, thật rồi này. Chị cả của Lưu Tu Vĩ đã hy sinh vì ông rất nhiều, từ bỏ ngành ngoại văn của trường đại học Đài Loan với ước mơ trở thành nhà ngoại giao và học sư phạm tại trường đại học sư phạm để sau này có thể dạy dỗ em mình chị là người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của ông từ cách chỉ bảo động viên và giúp em mình vượt qua những khó khăn thất bại nản lòng của ông cho mà không cần nhận lại đó là điều không thể tìm đâu được ngoài gia đình của mình ông bà cha mẹ anh chị em vẫn là luôn yêu thương quan tâm giúp đỡ chúng ta có lúc họ không nói ra nhưng không phải là họ không yêu thương chúng ta Chẳng thể nào tìm được tình yêu thương vô điều kiện như thế Sau khi thi đại học 5 lần trong 7 năm Cuối cùng ông cũng đậu Hoa quả ngọt ngào cuối cùng cũng đơm bông kết trái Ông chọn học hệ phòng chống tội phạm của Học viện Sĩ quan Cảnh sát Trung ương Chính thức kết thúc quá trình chiến đấu cho giấc mơ trường kỳ thi vào đại học Mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng có ai ngờ, lưu tù vĩ với chỉ số IQ là 70, luôn đạt thành tích không tốt trong học tập, lại có thể đổ đại học. Ông là minh chứng sống cho câu nói, cần cù, bù, thông minh. Vĩ này, dù cho con có muốn làm gì, cha sẽ mãi ủng hộ con, dũng cảm bố mẹ nói với con mình như thế có những người bố người mẹ vẫn luôn áp đặt những suy nghĩ của mình lên con cái muốn con phải thế này phải thế kia không cho con chủ động trong suy nghĩ và hành động của mình cũng có thể hiểu rằng vì quá yêu thương và bảo bọc con nên bố mẹ mới làm như thế nhưng họ không biết rằng họ đã vô tình cất mất đi đôi cánh ước mơ của con mình được bao nhiêu người hỏi con mình con muốn học gì con muốn làm nghề gì con muốn thi vào trường đại học nào hay chỉ là mẹ thấy con nên học ngành này đi trường đại học này được đấy con phải làm thế này mới đúng con người ta là nhân vật luôn bị triệu hồi mỗi khi muốn so sánh với con mình con người ta như thế này như thế kia còn con mình thì chẳng làm được gì chẳng học đến nơi đến chốn những đứa con khi nghe câu đấy sẽ đau chứ đau không phải vì bố mẹ nói không đúng nhưng đâu vì bố mẹ chưa thực sự hiểu mình, sao bố mẹ không thử một lần đặt mình vào vị trí của con để biết con đã cố gắng như thế nào. Hy vọng quá nhiều vào con đã vô tình tạo nên áp lực và gánh nặng cho đứa con của mình, khiến cho con trẻ không thoải mái hay tự tin vào những điều mình làm. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không thể phủ nhận hay vờ như không thấy tình cảm mà bố mẹ dành cho mình. Có người sẽ thể hiện ra nhưng có người sẽ âm thầm quan tâm lặng lẽ dõi theo những bước đi của con trong cuộc đời nếu con có vấp ngã sẽ có bố mẹ ở đây cùng con sẽ là chỗ dựa cho con sẽ có nhiều cách yêu con khác nhau roi đòn có cứng rắn có và mềm mỏng cũng có bố mẹ nào cũng đều mong con thành công và hạnh phúc trong cuộc sống con dù lớn vẫn là con của mẹ Chúng ta luôn nhỏ bé trong mắt bố mẹ của mình, vẫn cần sự yêu thương và quan tâm của gia đình. Đó chính là sức mạnh vô hình và động lực lớn lao giúp chúng ta vượt qua được những thử thách, vấp ngã, lọc lừa trong cuộc sống này. Khi chúng ta có thể hiểu được rằng yêu và được yêu không phải là chuyện dễ dàng, không mong chờ quá nhiều thứ đối với người thân hoặc một nửa của mình, tình yêu thương sẽ âm thầm bước đến một cách thần kỳ. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn cha mẹ. Người có trái tim yêu thương sẽ có được hơi ấm của toàn thế giới. Người có trái tim yêu thương mỗi thời khắc sẽ là lời chúc niềm vui và cảm ơn. Người có trái tim yêu thương, những sự theo đuổi, cướp đoạt trong cuộc đời sẽ ngừng lại để bắt đầu hưởng thụ tất cả. Người có trái tim yêu thương, sinh mệnh cũng chính là lời chúc